Đấy, mình xem là có cải thiện được tốc độ hay không. Đấy, ok nhá. Bây giờ mình thử vào cái trang web mà ngày xưa mình test thử, mình test lại xem là có nhanh hơn không nhá. Xem là gừng càng già càng cay hay là bây giờ nó yếu nào. Ok, quất lại thử các Thì khi mà các bạn test cái tốc độ code ấy, thì là mình là người Việt Nam thì mình nghĩ rằng là các bạn nên test tiếng Việt thì như vậy nó sẽ đạt được cái tốc độ là chuẩn nhất. Còn khi mà các bạn test tiếng Anh ấy thì nhiều khi các bạn đọc nó không rõ chữ, nói gì test đúng không? Ok nhá, bắt đầu luôn nhá, mình test thử xem nào, xem là một năm luyện tay nó như thế nào này. Đấy, ngày xưa này, ngày xưa được 78, còn bây giờ thì không biết là có được 78 hay không. 78 tương đương với khoảng bao nhiêu các bạn nhỉ? 78 là khoảng độ 1,1, chưa được, gọi là 1,2 từ ấy, trên một giây đúng không? Đâu đấy. Ok nhá, đợi tí nhá, vận động để test lại xem nào. Rồi, xem có cái kính nào đeo vào cho nó rõ. Thôi không cần, không thấy kính các bạn. Kính lâu lắm không dùng, không đi học lâu lắm, chưa đến trường này không dùng kính, không biết được bây giờ để đâu. Ok, cốt các bạn nhá. Có này,